Xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Mình là Jennifer Dung Võ, là chuyên gia trang điểm và hóa trang. Mình biết rằng đôi khi cuộc sống bận rộn và quý vị có thể không để ý rằng lễ hội ma quỷ Halloween đang đến gần. Tuy nhiên, xin đừng lo vì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị một cách hóa trang rất nhanh nhưng cũng rất đáng sợ để quý vị có thể tự trang điểm trong đêm Halloween. Đầu tiên, quý vị cần là bộ trang điểm hóa trang Makeup Kit. Quý vị có thể tìm mua bộ trang điểm này tại bất cứ Halloween store nào, chẳng hạn như Party City hay Halloween Express. Nhưng trước khi bắt tay vào làm, thì Dung Võ xin nhắc là chương trình ngày hôm nay không dành cho quý vị khán giả yếu tim vì có những hình ảnh hơi đáng sợ. Trước khi đắp bất cứ thứ gì lên mặt, quý vị nên sử dụng một lớp kem nền hay còn gọi là primer, nhất là đối với những người không quen trang điểm. Kem nền primer sẽ giúp bảo vệ da, đồng thời lớp kem nền sẽ giúp giữ cho lớp mặt nạ được nguyên vẹn lâu hơn và không bị loang dầu. Vì zombie là một thây ma sống, nên khi hóa trang chúng ta phải làm sao để nhìn vào thấy tái nhợt và đặc biệt không có mạch máu. Dung Võ sẽ dùng màu xám đậm để che những đường gân máu và sau đó dùng kem nền màu xám lợt để dặm lên các khu vực có màu gam hồng trên gương mặt. Quý vị dặm kem nền màu trắng và màu xám cho đến khi nào da nhìn tái tái, xám xám thì đó là màu da đúng của zombie. Sau đó dùng tay để dặm kem nền ở những khu vực dưới hai vòng mắt và dưới đường chân tóc, vành môi. Sau khi dặm kem nền xong, quý vị dùng phấn đánh một lớp mỏng lên để giữ kem nền không bị chảy. Đánh phấn nền xuống phần cổ và vành tai, những khu vực khác để tạo độ trắng đều. Làm trắng khuôn mặt là giai đoạn mất nhiều thời gian nhất để tạo hiệu quả cho khuôn mặt không biểu cảm của zombie. Tiếp tục, chúng ta chuyển qua hóa trang vùng mắt, dùng kem nền màu đen và cọ nhỏ để tô đậm lông mày, như vậy mắt sẽ ấn tượng hơn. Sau đó sử dụng phấn màu nâu đen làm nổi bật hốc mắt. Quý vị có thể thấy Dung Võ đánh phấn mắt ở phần trên của bầu mắt. Đặc biệt đánh đậm ngay hốc mũi, rồi sau đó dùng cọ tán đều. Tiếp đến, Dung Võ dùng cọ đánh một lớp phấn mắt màu đỏ lên viền mí mắt trên và dưới. Quý vị phải tán màu mắt từ góc ngoài của mắt đi vào trong, như vậy sẽ làm đôi mắt nhìn vô hồn và đáng sợ hơn. Màu tiếp theo mà quý vị sử dụng là màu đen, đánh lên màu đỏ để làm đôi mắt trở nên đen tối hơn. Sau khi đánh phấn mắt, quý vị có thể yêu cầu người mẫu nhìn lên, như vậy sẽ dễ cho quý vị cũng như người mẫu đỡ sợ hơn. Để hoàn thành đôi mắt, dùng kem nền màu đen và màu xám đánh dưới hai bọng mắt, nhưng đừng đánh quá nhiều, như vậy sẽ biến người mẫu thành con gấu trúc xinh xắn. Chuyển sang phần gò má và cạnh của gương mặt, dùng màu nâu đen đánh dọc hai gò má để tạo cảm giác hốc hác cho khuôn mặt. Dùng màu phấn đen đánh những mảng loang lộ trên khuôn mặt. Phần gương mặt đã xong, chúng ta chuyển tiếp qua phần môi. Dùng màu đỏ của Makeup Kit làm màu nền, sau đó dùng màu nâu tán lên màu đỏ. Dùng màu tím đánh viền vào giữa môi để tạo nên hiệu ứng mờ dần.
và cuối cùng dùng cọ nhỏ và phấn màu đen để vẽ những mạch máu ở cổ và dùng cọ quét phấn lên đều để nhìn cho giống thật. Sau đó dùng vỏ dùng cọ nhỏ để vẽ những đường máu từ khóe miệng kéo xuống cằm. Và như vậy, quý vị đã hoàn thành phần khuôn mặt của anh chàng zombie trong bộ phim rồi. Tiếp theo, Dung Võ sẽ làm thêm một vài hóa trang để anh chàng zombie nhìn hoàn chỉnh hơn. Nhưng trong phần này, Dung Võ sẽ sử dụng da giả mà quý vị có thể tìm thấy trong bộ hóa trang Makeup Kit. Quý vị thấy là mình đã xé miếng da giả ra và trát lên da của người mẫu. Và da giả này blend với da thật như những miếng thịt lồi. Dùng miếng mút và phần kem chấm nền đỏ lên. Thường thì màu đỏ nhiều, tức là vết thẹo vẫn còn mới. Sau đó dùng kem nền màu nâu chấm lên trên làm sao để tự nhiên hơn. Tiếp đến là dùng đầu cọ có mũi nhọn để rập lên miếng da giả. Rồi sau đó dùng sáp màu trắng tô lên đường rạch để tạo độ sâu. Vết thẹo gần như hoàn thành, nhưng nếu không có máu giả thì sẽ không tạo ra cảm giác thật. Quý vị có thể trát bao nhiêu máu giả tùy theo quý vị. Máu giả này chỉ là nước màu đỏ thôi nên quý vị đừng sợ. Phần hóa trang coi như là hoàn thành. Dung Võ hy vọng với những thủ thuật hóa trang mà mình vừa hướng dẫn, kết hợp với trí tưởng tượng của quý vị, chúng ta sẽ tạo nên những khuôn mặt hoàn toàn mới cho mùa lễ Halloween năm nay. Cảm ơn quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Network TV và xin hẹn gặp lại quý vị vào dịp sau.